Nha. Bye Bye bye. bye. Bộ bộ Vợ. bên. Đi ngủ. Vợ đi đâu? Bộ bộ đi ngủ đi ngủ. Hả? Nhân hỏi cả nhà cái này cả nhà giải đáp giùm Nhân nha. Tốn quá nhà Nhân thắc mắc mà Nhân ngủ. Chào cả, chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân CP. Thì hôm nay để mà hai vợ chồng enjoy cho cái moment này, nó giỡn chứ, hai vợ chồng được đi tận hưởng cái cuộc sống ở bên ngoài, thì hôm nay hai vợ chồng Nhân đã có một cái quyết định rất là táo bạo, đó chính là hai vợ chồng cùng nhau sẽ đi cắm trại. Và Nhân sẽ cho cả nhà coi, để được đi cắm trại là một quá trình của anh Tà Rư dậy từ lúc sáng sớm đến giờ, chuẩn bị là ít nhất là cả 3-4 ngày nay để chuẩn bị những cái thứ này. Hay thanh niên nhà ta mang từng những cái vật nhỏ nhất, đó chính là bình nấu nước nóng, cà phê uống, Milo của Nhân, Nhân uống Milo. Rồi bắt đầu cả nhà biết cái gì không? Là xe của Nhân là bây giờ là đèn các kiểu các đồ nữa nè. Rồi xe của Nhân là bây giờ là nghẹt luôn ở nhà, không có còn cái chỗ để luôn. Đó, đây. Rổ nó kìa, cả nhà thấy cái rổ không? Rổ nè. Trước khi đi là hai vợ chồng Nhân phải mua thịt, mua này kia các kiểu để mình đi ra ngoài đó mình nướng á cả nhà. Đó, anh Tài Đư đang mua á cả nhà ơi. Tôi trên em mình cùng nhau khó khoai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vừa hôm nay thôi ai biết mai sau, bên này là người ngăn lắm, tứ chi ai ôm hết âu lo, giống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Tối rồi cả nhà ơi, cả nhà ơi, thấy cái cành cây hoa kia rất là đẹp, còn những cái hoa này là chưa có ra hoa nha cả nhà, những cây này là chưa ra hoa. Đây là ở bên một cái ngọn núi rất là xa xăm sẫm nha cả nhà. Rồi đẹp lắm. Ở dưới đây là tiếng suối nè, cả nhà nhìn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp lắm luôn á cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì vợ chồng Nhân vừa mới đến nơi rồi. Bây giờ hai vợ chồng Nhân sẽ thu xếp mọi thứ và mang ra bên này nha. Và đặc biệt là tới đây, điều đầu tiên đó chính là một cái không khí rất rất là mát. Nhưng mà mát là mát lạnh cả người luôn á nha. Mặc cái áo mà tay chân Nhân bây giờ quíu lại luôn á. Bây giờ soạn đồ hay. Thì cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng Nhân bắt đầu là làm cái lều nha cả nhà. Và nói cho cả nhà biết luôn là chiếc lều này là hôm nay mới khai mạc, là mua cái giá trị giá của chiếc lều này là Nhân mua là hơn 20 triệu, nhưng mà hôm nay mới khai mạc. Để kể cho cả nhà nghe, trời, hai vợ chồng ngáo ngô lắm. Hai vợ chồng nói chung là không có biết dựng cái lều đôi, cái này gọi là cái lều giống như cái nhà. Thường thì cái lều nhỏ thì ok anh Tài Rư dựng được, còn cái lều to này hai vợ chồng bối rối thật sự luôn. Lần đầu tiên của hai vợ chồng dựng cái tấm lều mà như cái nhà nó to như thế này. Ta nói lây hay, cứ tưởng đâu là mấy tiếng, 7-8 tiếng mới xong cái lều này luôn, là trong đầu Nhân nghĩ như vậy á. Nhưng mà thật sự là lâu thiệt nha, rất lâu luôn nha. Trời ơi, ta nói nó khó lắm cả nhà ơi, không có đơn giản gì đâu. Hai vợ chồng cùng nhau làm mà ta nói. Quý nhà ơi, được rồi, 1, 2, 3. Mừng quá cả nhà ơi. Được rồi. Nãy giờ hai vợ chồng Nhân chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã làm xong căn lều này nha cả nhà ơi. Mất con này rồi. Đây cả nhà, bên trong của cái miếng này á, là mình còn một miếng lót nữa nha cả nhà. Lót để mà như thế này là đã đủ rồi, nhưng mà mình phải lót thêm một miếng này nữa, là cái miếng tre bên trong đó, là tổng cộng 2 miếng tre. Để mà để anh chi không cả nhà, để khỏi nắng nè, ngủ đó, nó khỏi bị chói nắng vào với là mưa á. Cả nhà ơi, bây giờ Nhân sẽ đi nhóm lửa nha cả nhà. Rồi ngọn lửa bập bùng lên nha cả nhà ơi.
Nhân đi rửa rau rồi nha cả nhà ơi. Rửa rau củ thịt thè mình rửa đằng kia. Thế nên là bây giờ mình sẽ kéo đi rửa. Đây là căn nhà dùng chung cho tất cả những ai mà ở cái khu vực đây nha cả nhà. Đó, ai cắt lều ở đây thì sẽ được sử dụng ở trong này. Đây có, đây là có đầy đủ luôn, tiện ích luôn. Đây là nhà tắm này cả nhà. Nhà tắm đây nha. Mình tối á, mình sẽ vào đây mình tắm. Đây cả nhà. Đó, đây, đầy đủ luôn cả nhà. Ờ, đây. Nhà thấy không? Ăn tối quá, này tối quá, đen kìa. À cái này phải bỏ tiền vô nha cả nhà. Nhà tắm này thì mình phải mất tiền khoảng tầm 40-50 ngàn cho 5 phút tắm nha cả nhà. Cả 5 phút tắm thôi mà 40-50 ngàn. Trời ơi, ôi trời ơi, chỉ là vô dội người xong đi ra luôn quá. Rồi, ở đây có nhà tắm đầy đủ. Và bên này là toilet. À cả nhà thấy không? Toilet đầy đủ cho mình luôn. Đó, toilet luôn cả nhà. Nhà vệ sinh đi nặng, đi nhẹ, đi gì vô trong này. Không có đi ra bụi ra rậm đồ này kia các kiểu nha. Nhà này dùng để nè, mình có thể là bỏ đồ vô mình giặt, giặt cũng tốn tiền nha cái nhà. Có máy giặt đây luôn nè cái nhà. Đó, có đâu à, Santa cười rồi sợ. À, đây máy giặt cũng tốn tiền, tốn khoảng 40-50 ngàn nha. Máy giặt, máy sấy có đủ. Rồi bên này là dùng nơi ta dùng miễn phí. Đây là bồn rửa tay, rửa chén, rửa ly, rửa đũa, rửa cái gì mình cứ việc rửa cả nhà. Đêm xuống ở đây phải nói là lạnh tê tái mồng tơi luôn cả nhà ơi, mình phải nhúm củi như thế này để sưởi ấm. Mà cái này cũng rất là phải cần thiết á, bởi vì là dựa vào cái mùa này ở bên Nhật vẫn còn đang lạnh, mà nhất là ở trên núi nữa, ở trong rừng trong núi như cái khúc này nữa thì ôi rồi ôi, không lửa là không được. Một túp lều chanh, hai quả tim vàng là có thiệt nha cả nhà ơi. Hai vợ chồng nhưng đã set up xong rồi, mọi thứ cũng đã ok hết rồi. Wow, cả nhà thấy gì chưa? Đấy. Vô bên trong ngọn lửa hồng đang bắp cháy, bập bùng, bập bùng. Đấy, vô bên trong, anh Trà Rư. Xin chào. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào mấy người. Rồi, đó cả nhà ơi, rất là chiêu chiêu nha cả nhà, hai vợ chồng rất là chiêu chiêu nha. Cái túp lều này rất là bự cả nhà nhìn nè. Đó nè, đang ngay đây là cái đây là phòng khách nha. Và đây nữa là phòng ngủ nha. Đó, cái nhà thấy hai gian không? Chia ra hai gian rõ ràng luôn. Còn ở đây là máy nhà, trước nhà nha. Đó, máy hiên nha cả nhà. Nhân cầm theo hai cái đèn kia để mà quay YouTube á. Thì hôm nay hai vợ chồng Nhân ăn sẽ là món hai vợ chồng Nhân ăn sẽ là... Rồi, hôm nay món hai vợ chồng Nhân ăn sẽ là món bò. Bò nướng nha cả nhà. Ăn đáng lẽ cái này là ăn trưa, giờ thành ăn tối luôn. Hai vợ chồng lục đục giờ mới xong á cả nhà. Cho nước sốt cho nha cả nhà. Rồi, ok, ăn chứ không lấy cháy. Ok, để kia. Hai, xin mời cả nhà nha. Xin mời mọi người. Xin mời cả nhà ăn cùng với hai vợ chồng nhà Nhân nha. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngon. Ngon lắm cả nhà ơi. Kiểu là trời nó đang rất là lạnh, lạnh lắm. Nhưng thở mà ra khói luôn được cái này thấy không? Ừ. Sao vui? Sao vui, lạnh lắm. Nên là mình ăn thịt nướng, trời ơi, cảm giác cho nó thịt nó nóng, bỏ vô miệng ăn nó tan chảy luôn cả nhà. Thịt nó mềm, nó ngon. Oxy là thật đồ. Ngon quá. Ngon quá. Cô đã oxy nè. Hồi nãy giờ ăn miếng thịt ngon. Ở bên nè, ở đây á, thì tối á, là có một mình với hai vợ chồng thôi. Nếu mà đi một mình là cũng có một mình thôi tới nha. Nhìn mọi thứ xung quanh nó mới chakurai nè. Mọi thứ tối thui, tối mịt vậy đó. Tự nhiên có một túp lều hai vợ chồng ngồi ăn thịt nướng. Hôm nay là chỉ có hai người thuê thôi cả nhà, hai người thôi. Hai ba đi nói một lần một.
Đúng rồi. Có là du lịch sự kiện. Đúng rồi. À. Mà dễ. Otsutsuku. Ừ. Vợ thích cái này, vợ thích như thế này nè. Từ đâu á? Từ đâu có thích? Một chút thích. Một chút thích. Tại sao? Bên đâu có thể hiểu. Anh Tài Lư, anh nói là rất là phiền phức làm cái này, nó dựng lều rất là phiền phức. Thật ra là anh Tài Lư không có thích cái này bằng nhân, nhưng rất là thích luôn cả nhà. Nhưng thích trải nghiệm, nhưng thích khám phá, nhưng thích quay về kiểu dân dã, kiểu đi ra ngoài dã ngoại, dã đồ, nhưng rất là thích mà. Đó thì mà là Nhật Bản người mà. Ừ. Mà cái mình là ski, hay hát tiêu. Ừ. Thế thì không hiểu. Thôi khoa. Ừ, nó là ski. Anh Tài Lư nói người Nhật giờ đang thích cái kiểu cách như thế này lắm nè, đi cắm trại rồi ăn uống ngoài như thế này nè. Đó. Hai ba vô. Cả nhà ơi, bây giờ mình cho khoai lang vô đây nướng luôn nha, cho nó ngon. Ôi ôi. Là cái gì hả? Mày cứ ôi. Gì? Thế lưu đi cô nha. Hả? Thế lưu đi cô nha. Thế lưu đi cô nha. Ừ. Ôi mà làm gì? Bây giờ mới có 7, 8 giờ, 8 giờ mà đi 9 giờ mà đi ngủ cái gì? Chứ là mình như nha. Nhưng mà ra, cứ gì đã kê ra để tê lưu đó. Là thế mà, internet cũng được ngay xí. Thế lưu mình mà nay mà xí. Mà nếu chứ có nay mà. Anh Đại Đức anh nói là không có internet, không có tivi nên bây giờ chỉ có ngủ thôi. Chúc mọi người. Ừ, chúc nó mình như nha. À, đóng cửa đây, từ đó đóng cửa đi. Ra tiền. Qua đây, qua đây, qua đây. À, đóng cửa đấy, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ê, vậy không? Vợ quá. Bộ á? Vợ. Bộ à, bộ ý. Nha. Bye bye. Bye bye. Vợ. Bộ, bộ ở bên. Đi ngủ. Vợ đi đâu? Bộ đi ngủ, đi ngủ. Hả? Có đi gỗ. Đi gỗ. Chúc mọi người. Chúc mọi người. Ngủ ngon. À, ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Ừ, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon nha cả nhà ơi. Ừ. Cả nhà yên tâm nha, đó. Có cả lò sưởi, lò đồ luôn nha. Nói đây là không có sợ lạnh đâu nha cả nhà. Thì nhiệt độ, tại vì nhiệt độ có 6 độ thôi nên là phải mang lò sưởi theo. Thôi tắt đèn đi ngủ cho anh Tài Lư ngủ nha cả nhà ơi. Ở đây là dạng như là gọi là sống chậm luôn, đúng kiểu sống chậm luôn, không có mạng mùng gì hết trơn á. Xin chào cả nhà buổi sáng. Thì cả nhà ơi, buổi sáng hôm nay thì Nhân sẽ cho anh Tài Lư ăn một cái lẩu thịt gà nha cả nhà. Đây, thịt gà Nhân đã cắt ra hết rồi, bây giờ Nhân sẽ cho thịt gà vô trước. Ủa hả xì bà? Súp bí lên nào anh? À, chết chết. Như thế này rồi mình sẽ cho nước súp vô luôn nha cả nhà. Nước súp thì mình dùng nước súp dùng pha sẵn. Đây nha cả nhà ơi, cho vô luôn. Rồi mình cho hết nước súp vô luôn nha cả nhà ơi. Đây gọi là nước lẩu. Thì mời cả nhà ăn cùng với hai vợ chồng nhà Nhân nha. Itadakimasu. Itadakimasu. Ôi lạnh á ta đó. Samui gọi là oxy nè. Ờ thôi, không ạ. Nó lạnh á chẳng à. Mời cả nhà Nhân thịt nè cả nhà ơi. Itadakimasu. Itadakimasu. Xin mời. Xin mời mọi người. Ừ. Ừ. Nó lạnh mà ăn vô mà cảm giác là ấm lòng quân tử luôn cả nhà, ngon á. Ăn xong nha kệ, Nhân hỏi cả nhà cái này cả nhà giải đáp giùm Nhân nha. Tốn quá nhiều Nhân thắc mắc mà Nhân ngủ. Nhân ngủ vẫn ngon nhưng mà cái điều vẫn thắc mắc Nhân cả nhà. Cảm giác là lúc đó xảy ra xong rồi sợ dã man luôn. Trời ơi không hiểu sao sợ lắm luôn á. Chút nữa Nhân kể cho cả nhà giải đáp giúp Nhân nha. Ồ, oxy. Oxy, oxy. Rất là ngon đấy nha. Cái gà á, mình mua cái, Nhân mua cái phần gà của Nhạc Như Gà bên này họ cũng có nhiều loại. Gà mà đẻ trứng không thì cũng có. Mà gà để mà ăn mà dạng như giống như gà ta á, mà mình ăn cái
muốn ăn nó giống như gà tây thì phải ăn ở ngay mồm, ngay phần đùi. Nhưng mà phần đùi của cái gà này là gà nuôi nha, cả nhà nuôi, người ta nhà người ta nuôi á, thì nó sẽ rất là ngon. Ngon quá. Ô xin là bà bảo cái mền anh Tà Rung, anh Tà Rung mua, cái mền với là cái nệm của anh Tà Rung mua là nó dành cho mấy mọi người đi du lịch, đi cắm trại như thế này nè, nên cái độ mà giữ ấm của nó rất là cao. Ôi nó êm ấm, ngủ êm ấm lắm cả nhà. Ngon. Talokio nghe được quá. Ý Ý cách tỏ Lúc con nãy cách tỏ よかったけど、はい、やっぱりそれは家の方がいいな。ああ、あんたが nói anh ngủ vẫn được nhưng mà điều cái là ngủ ở nhà thì nó sẽ tốt hơn, ngon hơn, ngủ rất ngon hơn. Tại ngủ ở đây thì kiểu tiếng ồn á, ồn bởi không phải là bởi do con người làm ra mà tác động bởi chim. Còn nó kêu quá trời kêu luôn, cả nhà sáng sớm là nó kêu quạ rồi nó tới nó mổ mấy cái đồ ăn nè. Đó là nhanh chóng à? Nhanh chóng. Nhân cũng vậy luôn, nếu mà ngủ ở nhà so với ngủ ở nhà thì ngủ ở nhà ngon hơn, nhưng mà ngủ ở đây thì Nhân thích cái kiểu cảm giác là nó dường như nó thư giãn á. Thư giãn là bởi vì mình cái không gian nó khác ở nhà mình nữa. Trời ơi, nó lạnh nha, mà húp một miếng nước sốt lên, nước súp lên cái nó thấy mười ở mặt trời luôn, không thấy bỏng lưỡi bỏng mơ vậy mà thấy mười ở mặt trời liêm tư ốc luôn á nhà, ngon. スープ美味しいの？美味しい、美味しい。美味しい。À, cả nhà nhớ Nhân hỏi nha, hôm qua á là lúc mà Nhân bỏ cái củ khoai lang vô trong cái bếp mà nhúng bằng củi á để sưởi ấm á, thì Nhân có bỏ cái khoai lang vô, thì bỏ vô khoảng chừng 40 phút đến được 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Thì Nhân với anh Tà Rư á thì khoảng trong cái thử nha, khoảng 30 phút bỏ vô á hoặc 40 phút gì á, thì Nhân với anh Tà Rư có đi vệ sinh rửa mặt rửa đồ, nhưng có rửa mặt rửa đồ xong thì quay về, thì cái điều bất ngờ cả nhà, rất là bất ngờ, 3 hoặc 4 củ khoai lang Nhân bỏ vô biến mất hết, biến mất hoàn toàn luôn cả nhà. Mà ở đây á thì chỉ có hai lều, lều Nhân và lều của một anh chị nữa ở đằng xa tít đằng kia kìa, mà là lều anh chị đó của người Nhật. Mà Nhân về Nhân thấy biến mất cái củ khoai lang, thì anh Tà Rư chỗ lúc đó là Nhân về nhưng lấy cái cây Nhân phủi ra hết, Nhân tìm từng ở trong cái nhóm lửa đó, Nhân tìm quá chừng tìm luôn, tự nhiên biến mất cả nhà. Xong rồi bắt đầu cái Nhân mới sợ, tay da chân như rộng da gà lên như nè. Nhân cứ trong lòng mình thì nghĩ là không biết là có ai tới đây đang ngồi bên trong cái lều này hay không, hay là như thế nào mà tại sao lại mất 4 củ khoai lang, 3-4 củ khoai lang Nhân bỏ vào. Nhân nhìn đi nhìn lại mà Nhân sợ nha. Lúc đó cái Nhân đánh tâm lý nhưng để cho đỡ sợ, thì Nhân kêu anh Tà Rư là thôi cứ để nó đi, rồi hai vợ chồng mình đi ra cơm mini là siêu thị nhỏ ở đằng xe đằng kia, là khoảng đi khoảng 15-20 phút để Nhân làm YouTube, thì để đi để nó đỡ sợ cả nhà. Thì hai vợ chồng Nhân đi mà trong tâm lý Nhân, trong đầu Nhân vẫn còn hoang mang, không biết là do là lửa nó đốt cháy 3-4 củ khoai lang đó đi, hay là đã có người tới ăn, mà chim cò thì nó vô đống lửa nó mổ thì không được rồi. Là Nhân cứ hoài nghi vậy, thì anh Tà Rư mới nói Nhân là chắc là lửa nó đốt cháy cả nhà. Anh Tà Rư không nhìn thấy củ khoai lang, 3-4 củ khoai lang đó, anh Tà Rư còn bất ngờ hơn Nhân nữa. Là anh Tà Rư lúc đó là anh Tà Rư cũng sợ, nhưng mà anh Tà Rư thấy là Nhân là người đứa là
nhẹ bốn phía và khiếp nữa cả nhà. Nên ảnh cũng im lặng luôn. Xong ảnh kêu là sao mà Nhân kêu đòi đi cơm mini là ảnh chở Nhân đi luôn, chứ ảnh không có suy nghĩ gì luôn. Trời ơi, mà Nhân kiểu không nghĩ là tại sao nó mất hay là nó cháy cả nhà. Ủa, bỏ chút khoai lang vô mới khoảng tầm cho khoảng tiếng đồng hồ đi. Nhưng bỏ vô, tính từ lúc bỏ vô khoảng 30 phút đến 40 phút xong rồi mình đi rửa mặt, rửa mày rồi nữa. Hôm qua là Nhân không có tắm, rửa mặt, rửa mày, đi vệ sinh các kiểu. Đi ra là khoảng cho 1 tiếng đồng hồ đi. Mất tiêu luôn, không còn luôn, không còn dấu vết hiện trường luôn nha cả nhà. Tại vì Nhân lấy cái đống than á, Nhân che hoài không được, không có luôn. Rồi bắt đầu cái nhưng lúc mà Nhân che đống than là không có, hai vợ chồng Nhân hoài nghi mà lên xe thì anh Thành Lương nói chắc là nó cháy chứ không sao đâu vợ ơi. Nó thì lòng lọc tầm. Anh Thành Lương cũng rất là thắc mắc. Anh Thành Lương nói tại sao 3-4 củ khoai lang nó lại mất. Mà có là nếu mà nó cháy thì nó phải còn lại cái cặn bã hay là cái thiếu sót gì ở trong đống chảy đống củi đó đúng không, nhưng mà này không còn luôn cả nhà, nó cháy hẳn luôn, cháy vô tư luôn, cháy mà mất tiêu tan vật luôn, vật chứng mất tiêu luôn. Cả nhà giúp giùm cho hai vợ chồng Nhân, để hết vợ chồng Nhân bớt suy nghĩ hết cái đai trong đầu là tại sao nó mất nha, thì có phải là nó cháy không cả nhà. Nếu mà nó cháy thật sự á thì hai vợ chồng Nhân cũng ok, cũng kiểu an tâm. Và nếu mà như cả nhà nói á, khoai lang mà bỏ vô lửa khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nó chưa đủ sức để cháy á. Cháy tan nát nha cả nhà, phải gọi là cháy mà dạng như không còn miếng bụi rậm nào luôn á, cháy mà cháy nát luôn á nha. Thì cả nhà bình luận ở dưới cho Nhân nữa nha. Chứ Nhân thật sự là lần đầu tiên mà Nhân thấy cái trường hợp mà Nhân cũng quản. Hôm qua là Nhân nghĩ nhiều quá trong đầu lắm, biết là phụ nữ mà cả nhà. Khi mà mình gặp những cái trường hợp như vậy á, mình nghĩ rất là nhiều. Nào là nghĩ có ai vô trại hay không, có ai vô lều hay không, có ai núp vô cái phòng này hay không, cái phòng qua đóng cái phòng này đóng lại nữa. Thì cứ sợ, xong rồi Nhân với anh Thầy Lương phải đi ra cơ mini để Nhân làm video, vừa để Nhân đăng video YouTube, tại trong này là nó bị mất mạng, mất đồ hết luôn, mất cả sống luôn mà. Nên là Nhân và anh Thầy Lương đi ra ngoài đó để xong rồi cũng để cho mình được tịnh tâm, mình đỡ sợ hơn xíu á cả nhà. À, thì cả nhà ơi, hôm nay cũng đã kết thúc một hành trình hai vợ chồng đi cắm trại rồi. Thật ra là hai vợ chồng Nhân đăng ký 2 ngày nhưng mà phải về trước, về sớm hơn bởi vì lạnh đó cả nhà. Nên là hai vợ chồng Nhân xin phép về sớm hơn, dự định một ngày. Thì cả nhà, bye bye. Thì cả nhà ơi, Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân thì cho hai vợ chồng Nhà Nhân một nút like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho hai vợ chồng Nhà Nhân nha. Bye bye.